bỏ những tờ lá vé lô tô và chúng ta ghi lại mặt sau tờ lá vé họ và tên cũng như là số điện thoại đó, để em sẽ được nhờ một vị khán giả ở tại nơi đây, chúng ta sẽ được bốc ra một lá thăm may mắn nhất để chúng ta nhận qua phần quà của ban tổ chức. Và ngày mai vẫn là một tiết mục đặc biệt nha, xin mời khán giả mình nhớ đón xem vào đêm thứ bảy của Đoàn. Thì đêm thứ bảy đố chị là chủ đề gì? À, đêm thứ bảy một chủ đề rất là đặc sắc mà chúng ta đã được đăng trên fanpage rồi, chị quên, chị chưa có đọc. Ủa vậy hả? Vậy là đặc sắc chưa? Đặt rồi. Đặt rồi hả? Đặt rồi đó chị. À được, không nhớ thứ bảy đúng không? Vậy là phải nhớ chủ nhật. Đúng, đêm chủ nhật đêm 31 tây. Đêm đinh đó. Đêm đó rất là nhiều tiết mục hay vui và mới lạ, nhưng mà chị chưa đọc tới luôn. À. Về luôn chị. Tiền đó chị làm được không? Em thấy chị không có tâm vậy đó. Không không, mà cái đêm cuối cùng á, đêm mà mình tăng cường thêm đó. Đúng rồi, chính xác, cái đêm đinh của cái đêm đinh đó là có một cái đêm ngày lễ 2 tháng 9 là một cái chương trình, một cái tiết mục ta nói là hoành tráng lệ. Cái 2 tháng 9 đó. Đúng là một cái tiết mục rất là đặc sắc của Đoàn, khán giả mình nhớ nha, không thể nào nói được không có còn bí mật nữa. Chị không thể nào nói được. Ừ. Đêm 2 tháng 9 đó, cái đêm Quốc Khánh. Và được rồi em, rồi đã khán giả mình biết hết trơn rồi. Bây giờ ai chưa có bỏ vào cái thùng Rubik này, ở dưới có người đẹp Luna nha, đang gom lại những tờ lá vé lô tô khán giả đó. Rồi con trai bỏ cho chùm cô nha. Trời ơi, giỏi quá, giỏi xếp gọn gàng. Em xin mời một vị khán giả ở đây à, chúng ta cùng bước lên đây đảo trộn lại những tờ lá thăm trong cái thùng Rubik này để chúng ta múc ra một lá thăm may mắn nhất nha. Ai chưa bỏ nhanh chân bỏ vô giùm em liền à. Em ai? Anh áo đen. Rồi anh áo đen trắng sĩ tư xanh. Rồi mẹ đi chị, nhanh lên. Trời đất ơi, đầu tư dễ sợ nha. Nãy giờ khán giả mình sợ bỏ trước bỏ sau không sao khán giả, chúng ta bỏ chúng ta trộn là nó đều hết trơn à. Rồi bỏ lên giùm em nha. Rồi anh bước lên sân khấu đi nha. Trời mặt cưng dễ sợ cưng vậy. Rồi ai Luna ơi, hỗ trợ lẹ lên còn không nè. Rồi trời ơi cô. Và đêm nay chúng ta sẽ được dành ra một giải đặc biệt của 7 thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Chúng ta nhận qua một cái voucher của thẩm mỹ viện Đại Hàn là sữa mũi giấy công tầm 15 triệu đồng. Và cảm ơn thẩm mỹ Đại Hàn nha, đã tài trợ cho những thí sinh có một cái sắc vóc tự tin với cuộc sống và luôn chúng ta đẹp, chúng ta tươi trẻ để chúng ta giữ được hạnh phúc của chúng ta. Rồi bây giờ khán giả mình không quên ủng hộ cho mình cuối cùng. Na ơi Na, đâu rồi Na? Trời ơi Na đi hôm gom vé à. Thương ghê không? Trời đâu có nhiều dữ vậy. Kêu gom lúc 9 giờ tới giờ này mới gom chưa xong đó. Gom lúc 9 giờ tới giờ chưa xong hết đó. Trời Phật ơi. Xin được. Đâu ơi, bây giờ bỏ nó đây một cái nữa đi nè. Đó, nó giận này rồi. Nè, nó bỏ. Nè, nè nghe lời thôi, đừng cắn nè. Mà nó về Khải ơi Khải. À mà nè, lấy lên đi mà Khải. Cắn dữ lắm cắn. Đâu ơi, không ra không có làm trò trách nhiệm nha. Rồi, rồi mày nè, trời nó tán vô cái lòng khổ của con nhỏ. Con ác kìa. Sao vậy Khải? Sao vậy Khải? Sao sao? Nó đánh em. Nó đánh em. Cho mày vừa. Ai cũng biết rồi má. Mày thấy nó là một chữ dứt trong đầu này. Bỏ vô đi nè. Đó. Đó. Này nè, em cắn rồi, đừng có đánh nữa nè. Rồi bỏ vô. Rồi. Lên con lên đây con. Rồi bỏ vô đi con gái. Trời quá trời quá đất. Wow, bây giờ em biết giờ đó. Làm được không Na? Này nè. Na làm được không Na? Trời ơi. Làm đổ. Kêu con gặp cái trâu nó quýnh ta. Cái nữa chị. Con này qua đường kìa. Cái nữa chị. Ê, lộn lộn, không có giỡn, không có giỡn. Đó, cái đó gọi là đánh chiền. Đánh chiền, không có giỡn nha. Trời. Chân ơi. Sao? Mấy cô tắm của chúng ta kìa. Lựa đi, lựa ra hồng ra hồng, vàng ra vàng nghe chưa. Ông ta là không có được đi hồi đâu. Mọi người, mẫu đạt. Lộn, tôi nhìn ra không dẫn mà nó. Mà bây giờ còn ai nó hỏi? Nó còn nát, nó còn thâm nát nữa. Ơi, bạn đi ngày hai đi nha. Trời, đúng rồi, chắc tôi cởi áo cho mọi người coi. Tức quá à. Nói bậy bạ không ạ. Họ và tên số điện thoại mới được đúng cú pháp nha. Chỉ dành tặng cho khán giả mình còn ở lại chúng ta mới nhận quà và ra về để chúng ta bốc lá thăm mới nha. Ờ, 0972. Ba số cuối. Ba số cuối nha. 646. Không chờ gì đó thôi. Báo nha. Trời ơi, cái tên gì mà lãng tử nó dữ. Rồi, bước đi đi Phong Trần. Trời đất ơi. Đọc lại cái số điện thoại cho chị nha, anh dò lại số điện thoại giùm em. Ờ, 0972-246-646. Cảm ơn anh nha. Rồi, em mời anh dặn gấu nha. Rồi, dặn gấu đi. Anh ơi, con gấu bóc bạc sẵn rồi nè. Trời ơi, con ơi. Trời đất ơi. Đi về chơi nín thở anh ơi. Trời đất ơi. Trời. À.
chỉ muốn lấy cái bọc ra thôi đúng không? Bà tại cái đầu mà nó dính quá. Cô để gì ra đâu đây? Thôi ạ, thôi gì rồi, gì rồi. Rồi xong chưa, xong chưa hai đứa. Rồi đi xuống liền chị giải quyết xong. Và thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta tìm ra một lá thăm may mắn nhất nha. Và ngày mai vẫn là một đêm tiếp tục của đoàn. Chúng ta sẽ được gặp gỡ nhau cùng với đêm thứ 7, chủ nhật và thứ 2. Và bây giờ sẽ được công bố ngay kết quả đêm bán kết Mr. and Miss Roto. Em mời chị Thanh nè, Thanh với Dạ Thảo bước ra sân khấu nha. Và đêm nay để cho nó ngắn gọn thì tất cả kết quả của các thí sinh thì khán giả đã biết là thí sinh nào trình diễn tốt nhất đêm nay thì chúng ta sẽ được đặt cách được vé vào trong. Chúng ta sẽ được chọn 3 thí sinh và một thí sinh còn lại là chúng ta. Không, mình chọn 4 chứ chị, mình còn bên không, mình lỗi 3, chọn 4 nhưng mà 3 mà. Chọn 3 người, một người là do khán giả mình bình chọn có lượt vote cao nhất là chúng ta được thẳng vào trong. Rồi bây giờ không để cho tất cả quý vị mình chờ đây lâu nữa, chúng ta trở lại với tiếng hát lộ lộ. Lần lượt xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại sân khấu Lotus lên chương trình trước nhé. Trời ơi, chị hơi lẹo lưỡi. Một, hai. Đừng có tưởng nó về nó ngỏ một rồi nó ngỏ qua cho bà đi đâu sáng giờ. Hỏi đi hỏi. Nói ta làm khùng làm điên ở đây là làm đi đâu sáng giờ. Dạ thưa chị, em đi hát. Dạ. Đi hát là đi hát, sao đi hát là đi hát thế nào? Mà em chưa có hỏi tội chị đừng có hỏi tội em. Mà cái gì mà lại hỏi tội tôi? Cặp nhũ của em đâu? Bà đủ cha mày, tại sao là cái gì tao cấp mày cũng lấy hết trơn, gì có yêu nghiệp. Mày tháo cặp nhũ trả cho tao liền. Nhanh hả? Trời, không ơi mày quay vô trong con quỷ. Đầu nữa là tôi mặc áo dài mà như hai tấm gián vậy đó. Trời ơi. Mày ngon lắm. Mày ngon lắm. Trời ơi, giờ mới để ý hả? Con đi ra đây, con đi ra đây coi. Chị nói tụi em mới để ý. Ôi nè, trời ơi. Đều đặn quá nè. Chưa mới đây mày phồn thật, mày bốn cái vú luôn. Trời ơi, trời ơi, quá trời. Lấy cái hai bánh bao cho bảo hỏi chưa cho nó bự kìa. Ai bán bánh đó sinh nhật chị Thanh. Bữa nay chị lộ chứ sao như một ha. Người cha mày gì đó, vừa đó quả báo nhận tiền chưa cắm đầu được thùng thăm rồi. Con này. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả chung cuộc tối đêm nay. Và kính thưa quý vị, đêm nay là lộ không có mặt ở đây nên không có chứng kiến được phần thi diễn của tất cả các thí sinh nên kết quả là rất khách quan. Và thật sự luôn những đêm trước cũng rất khách quan. Và quý vị đừng quên, quý vị hãy vỗ tay cho thí sinh mà quý vị cảm thấy là yêu thích nhất và xứng đáng nhất tới đêm nay quý vị nha. Và ngay bây giờ xin mời bộ ba giám khảo sẽ trở lại và tất cả các thí sinh sẽ trở lại để chọn ai sẽ bước tiếp. Và hôm nay chúng ta chỉ có 4 thí sinh được bước tiếp từ vòng trong thưa quý vị. Và ngày 6 tháng 9 là có nghĩa là thứ 6 tuần sau là đêm chung kết với sự góp mặt của các giám khảo khách mời Lâm Khánh Chi và Cindy Thái Tài sẽ có mặt ở đây. Rất mong quý vị cũng sẽ đến ủng hộ cho tất cả các thí sinh ạ. Rồi ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn thí sinh sẽ bước lên sân khấu ạ. Dạ cả ba chị ơi. Kính thưa quý vị, và để thực hiện đêm diễn được trọn vẹn, chúng tôi xin cảm ơn một lần nữa đến Thẩm mỹ viện Đại Hàn tài trợ cho giải thí sinh yêu thích nhất với gói nâng mũi Nano From Đại Hàn trị giá 15 triệu đồng. Và đây là gương mặt đại diện để quý vị rồi tháo khẩu trang ra. Đúng quý vị thấy cái lỗ mũi rất là tự nhiên, chưa trả góp tới bữa nay còn nữa quý vị nha. Rồi, Thẩm mỹ Đại Hàn tự hào là cơ sở y dược được Sở Y tế cấp phép hoạt động, đội ngũ bác sĩ giảng viên trường đại học y dược với kinh nghiệm hơn 15 năm thực hiện trên 80.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Cơ sở vật chất hoàn toàn mới sạch sẽ, trang thiết bị đầy đủ máy móc, thiết bị phòng hậu phẫu đảm bảo được thẩm mỹ cũng như sức khỏe của khách hàng. Nhân viên làm việc một cách chuyên nghiệp, chăm sóc một khách hàng một cách tận tình như người thân, luôn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến khách hàng. Tất cả làm việc dựa trên chữ tâm, điều mà chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng chính là niềm tin và giữ gìn hạnh phúc của bạn. Ngay bây giờ, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với kết quả chung cuộc. Không, kết quả đâu? À khoan, bây giờ để cho Quyền nói nha. Hôm nay là chính giám khảo của mỗi một đội sẽ chọn một thí sinh thi tốt nhất của đội mình. Và còn lại là ví dụ như ba đội là chọn mỗi người chọn một người. Là còn lại một con người đó. Còn một thí sinh là khán giả chọn. Ok, bây giờ xin mời tất cả các giám khảo sẽ... Bây giờ mình đứng về đội của mình hết đi. Mình đứng về đội của mình hết đi. Đó. Trời ơi, con mẹ kia bữa nay không có tôi rồi, cả ăn mặc rồi, Hồ Ngọc Hà luôn, ghê quá. Giáp đá, giáp vàng cái người đó quý vị. Bây giờ là chọn đội chị Dạ Thảo, còn Lý Thu Thảo với lại Na Văn. Bên một đội này đông quá, mình lộn nhiều chút ha. Rồi, đồng chí Việt. Còn Nguyễn Tài với Sang Sang. Dạ, Nguyễn Tài với lại Sang Sang. Rồi xin mời
từ đội chỉ Quyền trước đi, chị sẽ giữ thí sinh nào lại? À, theo Quyền đêm nay, ai làm tốt nhất Quyền sẽ giữ lại. Biết là các bạn có tài nhưng mà phải có cái đường dài nữa. Không phải là mình biết mình đoạt giải ngay cái đêm đó là mình chủ quan, là mình không thể nào mình phấn đấu mình tiếp tục nữa. Thì đây cũng là bài học cho tất cả các em nào mà đi thi, chúng ta phải hết sức mình. Đầu tư phải đầu tư cho tới, chơi là phải có chiến thuật, chúng ta đi thi là phải có chiến thuật nha. Không nên giận nhưng tại chỗ. Ờ, cái gọi xúc tích. Ừ đúng rồi đó. Không phải nói em, phải nói không nói người ta không hiểu. Ok. À, bây giờ Quyền xin được chọn một thí sinh của Quyền. Quyền xin chọn Sang Sang. Chúc mừng chị Sang đã ở lại. Cảm ơn Nguyễn Tài đã đồng hành cùng chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đội của chị Diệp Thanh Thanh. Và bây giờ thì em cũng nói nhanh, nói lẹ đi ha. Thì tao bây giờ thì hôm nay cũng là vô cái chung kết rồi. Mặc dù là các em có thua, có rớt thì các em cũng là một cái thành viên trong đoàn rồi. Nhưng mà còn cái con đường dài nữa. Thì bây giờ chị sẽ chọn chỗ 1 nha cho ba em. Chị sẽ chọn Cẩm Nhung. Cẩm Nhung có đua hoa đi dữ vậy. Trời ơi, thôi chết rồi. Hai con đào cái bên bén quá mà rớt rồi mém ơi. Thôi tội nghiệp, bé cái mặt như cái xuồng của em. Tự nhiên cái mặt nó dài giống như xe đạp vậy. Rồi con bé như phù thủy như dễ thương. Hai em về đội của chị. Rồi bữa nay cô gái Trung Hoa hả? Trời ơi sao mang quốc Nhật vậy mẹ. Áo dài Việt Nam chị. Áo dài Việt Nam hả? Dạ. Rồi xin mời đội giám khảo. Ê mẹ phải giám khảo không? Ủa. Đôi trời ơi cái đội này số 10 tròn. Số 10 tròn. Tức là hai em thì nhưng mà theo chị thì chị muốn dớt hơn hai đứa, nhưng mà chỉ được chọn một thôi. Nhưng mà người nào ở lại hay người nào ra đi thì cũng đừng có buồn, tại vì chị Lộ đã nói là mấy đứa là thành viên trong đoàn rồi, thi tiếp cũng là thành viên, rớt cũng là thành viên, đúng rồi quý vị, cho nên không được buồn. Và chị chọn La Giang nha. Rồi xin chúc mừng La Giang. Hồi nay chúng ta đã có top 3 chung cuộc rồi, và xin mời ba bạn sẽ lui vào trong, và chúng ta sẽ còn lại 4 thí sinh. Xin mời 4 thí sinh bước ra sân khấu, và cũng cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều đã hỗ trợ cho tất cả các thí sinh trong vòng loại vừa rồi. Và ngay bây giờ là phần bình chọn từ quý vị khán giả. Quý vị thân mến, tuần rồi bị chữ khúc này nhiều lắm, tại làm sao mua fan nhiều quá, ngồi gần trên chỗ tay rần rần đằng xa không ai thấy. Thì bây giờ khán giả hãy công tâm nhất và người tiếp theo đi tiếp cùng với chương trình quý vị nha. Và từng thành viên một sẽ bước ra, xin chào pháo tay là số điểm cho tất cả các thí sinh. À, xin mời Lý Thu Thảo sẽ bước lên trước ạ. Cái bàn này nè, cái con áo trắng, nó con bèo như áo trắng, nó dùng nó la lớn nhất luôn đó. Tiếng nó không nè, hơi trả cho 50 nha. Rồi, tiếp theo, người đẹp. Tên gì mày quên? À, Úc Bạch Thái, chào. Đó, thưa thớt hơn, lui cung. Rồi, cô gái Trung Hoa. Rồi, bắt tay nhỏ kia luôn. Rồi, Nguyễn Tài, thưa quý vị. Rồi, chúc mừng Nguyễn Tài. Em quá thuyết phục và một bé vào vòng trong chung kết. Cảm ơn Nguyễn Tài nha. Cảm ơn ba thí sinh còn lại.